đi Đông Hưng Trung Quốc, ăn gì và chơi ở đâu. Đủ những hai thứ này thôi là mình đã sẵn sàng đi sang Trung Quốc chơi rồi. Và mình là Vân Vân, mình sẽ kể cho các bạn nghe mình đã chơi gì và ăn gì ở Đông Hưng trong ngày hôm nay nhé. Để qua được cửa ải cửa khẩu Trung Quốc thì bạn cần có WeChat và quét mã khai báo y tế nha. Và bước tiếp theo đó chính là điền thông tin và tờ khai như thế này nhé. Yên tâm đi, không biết thì sẽ có người hướng dẫn, nhưng mà mình nên chủ động nha. Địa điểm đầu tiên Vân Vân ghé qua đó chính là chợ bán buôn quốc tế Vạn Trúng. Ở đây có rất nhiều mặt hàng và mình rất là tự hào khi ở tầng 1 là rất nhiều đặc sản của Việt Nam được trưng bày bán ở đây. Cạnh chợ Vạn Trúng có một con phố, nó giống như kiểu phố đi bộ của Việt Nam vậy, rất là nhiều cờ và rất là đẹp. Xuyên suốt hai bên đường đều được bày bán đặc sản và đồ ăn vặt nha. Ngay cạnh chợ Vạn Trúng và đường biên là phố Mộc Lan, và cũng được bày bán đồ như hội chợ vậy. Đói quá và đi lót bụng thôi. Bọn mình ăn bánh bao và há cảo nha. Một suất như thế này khoảng tầm 15 tệ. Tiếp theo cùng Vân Vân đi lượn phố nhá. Sau 3 năm quay lại thì mình thấy đường phố ở đây cũng không có cái gì gọi là thay đổi quá lớn cả. Sạch, đẹp và buôn bán tấp nập nha. Không thể nào không ghé qua tiệm bánh Yolo được. Bánh ở đây rất ngon nha. Người Việt qua đây thường mua bánh về làm quà đó. Dọc suốt con đường Quý Châu ti tỉ đồ ăn vặt nha mọi người. Các nhánh rẽ trên đường Quý Châu cũng rất nhiều quán nha, mọi người nhớ để ý. Đặt vào quán chè ăn một bát 6 đồng cho mát ruột cái nào. Và tiện xin cái wifi chứ cách xa cửa khẩu một chút là không còn tí sóng nào luôn á. Lượn vào trong một tí là một khu chợ nha. Địa điểm tiếp theo mình đến đó chính là công viên Hữu Nghị Trung Việt. Công viên rất đẹp và có nhiều địa điểm check in. Và cái tháp mình đang check in là Quấn Trang Thả. Đã đến Đông Hưng rồi thì đừng quên check in ở đây nhá. Địa điểm tiếp theo mình di chuyển đó chính là cửa khẩu Bắc Luân 2. Và mình không ngờ rằng dưới chân cầu Bắc Luân 2 lại có công viên, đường ẩm thực và khu vui chơi như thế này đấy. Chơi ném vòng trúng đồ nè, bắn bóng nè, chơi mệt rồi ăn nè. Xúc xích mình đang cầm trên tay là xúc xích dẻo nướng nha. Ăn xong đậu phụ thối thì mình quay lại với siêu thị Bách Hội. Trong là lúc mình vào thì chưa được nhiều đồ cho lắm. Đối diện siêu thị Bách Hội check bên trái là chợ quốc tế nha. Làm sao quên được mua gà nướng cơ chứ. Gà được mua ở đối diện Bách Hội nha. Một trong những món ưa chuộng ở đây đó chính là chân gà chân vịt ngâm xì dầu nha. Thôi cày lắm, mình không mua về đâu, nhưng mà nhiều người mua quá trời luôn á. Đây trà sữa y cơ tháng của mọi người đây, và cả mì cay nữa đây. Trà sữa và mì cay đối diện nhau nha. Chơi loanh quanh ở Đông Hưng một tí thôi mà cũng đã tối rồi. Thế là xách mông lên về Việt Nam thôi nào. Mình còn rất nhiều video về đi đâu, ăn gì ở Đông Hưng và Móng Cái. Thế nên là follow Vân Vân nha.